Làm chi mà hết tiền? Bữa nay mình mà video lên video là mà là các bạn sẽ thấy móng tay mình có màu mè thường xuyên hơn nha. Đồ rượu. Rương rương cho anh nhìn. Yeah, không muốn nhìn ai hết. Hello mọi người ơi, hôm nay mình mở một cái gói quà nhỏ nhỏ từ một công ty gọi là Nail Addict. Thì thật ra các bạn xem video của kênh mình thì hiếm khi mà thấy mình làm đẹp nha. Thì hôm nay mình sẽ làm đẹp một lần cho các bạn xem. Mà không phải làm đẹp cái mặt của mình mà làm đẹp cái bộ móng tay của mình. Thì cái công ty Nail Addict này là có trụ sở ở LA, Los Angeles của California ha. Thì nói chung là các bạn biết mình có kể cho các bạn cái chuyện mình từng đi làm nail rồi. Thì cái gói này là có hai thứ. Mình từng đi làm nail mấy năm rồi các bạn, cho nên là chúng mình cũng có băng nail ở Michigan. Thì mình cũng có biết chút về về nail hả các bạn. Tuy nhiên mình không biết nhiều về về những cái sản phẩm của nail. Thì cái công ty này người ta tặng mình mấy chai sơn gel, sơn tay hả các bạn. Băng gel á, thì mình có đọc quá thì mình chấp nhận. Thật sự trước kia mình cũng thỉnh thoảng mình nói mình nghĩ mình muốn mua vài chai gel để mình lâu lâu mình sơn móng tay cho nó kiểu nó vui vậy các bạn. Các bạn biết mình tiết kiệm, nhưng mà thỉnh thoảng tại vì mình làm văn phòng á, nhiều khi mình chẳng chán mình nhìn cái bộ móng tay mình nghĩ có cái nếu mà có sơn chút gì nó cũng vui. Mà các bạn biết á, mình cũng có nha, có sơn móng tay đây. Đây các bạn thấy sơn móng tay này mình mua ở tiệm 1 đô. Nhưng mà cái loại sơn này sơn thường thôi thì sơn một sơn chút là nửa ngày sau mà lỡ có rửa chén rửa bát gì thì nó tróc ra cùng một thôi à. Còn cái này là mình nói mình không có đèn để mà hơ móng. Thì người ta nói người ta sẽ gửi cho mình cái đèn, và cái đèn này cái đèn này sao nhỏ tí teo ha. Wow, cái này nó nhỏ cho các bạn bằng tay này thôi à. Ha. Cái đèn này cũng cái hãng cũng là Nail Addict nha. Nail là móng tay, còn Addict là nghiền ngập, có nghĩa là nghiền làm móng tay à. À cắm vào đây. Cắm vào chỗ cái lỗ này. Hôm nay ông Dustin ông đi nhà thờ ông có cái lễ hội gì đó ông đi các bạn, ông ngủ qua đêm luôn. Thôi mình hãy mở cái này ra nha, để xem thử người ta gửi cho mấy chai. Đây các bạn ơi, đây nhá, một chai, hai chai, ba chai, bốn chai, năm chai, sáu chai, 7 chai, úi rồi sướng thế. Rồi thì đây là những cái màu mình chọn nha các bạn. Thật ra mình người ta nói là mình có thể chọn 5 màu và thêm một chai base, một chai top nữa. Mà mình nói là mình không có cái đèn này thì người ta nói mình có thể chọn một cái đèn, nên người ta gửi cho mình cái đèn mini này. Thì mình tưởng lấy một cái đèn là người ta sẽ bớt đi một chai sơn màu. Thì mình nói nếu mà bớt là bớt đi chai này, nhưng mà người ta cũng gửi cho mình cái chai này luôn. Cho cái công ty này người ta nice ghê ha. Thì các bạn biết mình không phải chuyên gia về gel nail gì nha, nhưng mà một cái mình thích, mình đọc trên website của người ta là những cái loại nail này, gel này nó không có những cái người ta không có dùng cái gì mà của động vật để mà làm những cái thứ này. Rồi người ta cũng không có kiểu như thử nghiệm trên động vật nữa, là mình thích ha. Rồi người ta nói không dùng những cái chín cái hóa chất mà có hại cho sức khỏe gì đó. Thì mình thử ra cái này thử. Đó, cái màu này chắc nó đẹp lắm ha. Mình chọn những cái màu gì mà mình thấy nó bí hợp với áo quần á các bạn. Thì cái này á, các cái loại gel khác mình không biết sao, cho con cái kỳ mà mình đi làm nail các bạn, thì mình không có thấy những cái loại gel mà nó có cái hộp như cái ấy ở trên như thế này. Cái này các bạn thấy hay chưa, để mà khi khách người ta muốn xem cái màu thật của nó là người ta mở cái tuyệt cái này ra người ta xem thôi, cho người ta không có cần
mở cả cái chai ra luôn. Đó, người ta cho mình một cái top và một cái base coat nữa. Đó. Rồi mình có chọn thêm một chai màu trắng, một chai màu đen nữa. Nói chung màu trắng, màu đen thì làm vẽ bóng ba, vẽ cái thứ gì nó cũng cũng đẹp các bạn. Thôi bây giờ mình bắt tay vào sơn thử nha. Mình một tay mình đã làm một tay mình rồi, cuticle, cắt cuticle này nó rồi, làm rồi đẹp rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử nha. Mình cắm điện vào rồi các bạn. Ừ, bật lên một cái. Tắt cần sáu. À, tắt là đe xuống. Đe xuống là tắt à? Đó, là tắt. Mà người ta nói bật lên nhẹ cái là 45 giây, mà bật 1-2 lần á. 1-2 là nó sẽ 60 giây. Như thế này là 60 giây ha. Hình như là 60 giây là vừa khô phải không mọi người? Lâu rồi mình cũng làm néo, mình quên rồi. Thôi bây giờ để mình chui bằng tay rồi mình thử sớm cái base coat vào trước ha. Phải nói công nhận cái đen này nó có nhỏ gọn lắm các bạn. Cái này mà mang đi du lịch là có tiền lời luôn. Đây, đây là hai lớp sơn rồi đây nha mọi người. Mình thấy cái đen mà để như thế này nó mới hiệu quả các bạn ơi. Thôi mà để như thế này thì cái ngón cái nó không có khô. Đó, để như thế này. Mọi người mình thích cái loại sơn này vì biết sao không, cái mùi nó không có còn nồng mọi người ơi. Tới gần á mọi người thấy cái mùi nhẹ nhẹ thôi, con xá là không có người thấy luôn. Mà các bạn thấy cái đen này nó lý tưởng chứ, mình cầm lên như vậy cũng được nè. Đó. Mình đẩy hai bộ cái chân lại là cầm lên như vậy là hỏng nó khổ thôi. Bữa nay mình mà video lên video là các bạn sẽ thấy móng tay mình có màu me thường xuyên hơn nha. Đồ rường. Rường cho anh nhìn. Yeah, không muốn nhìn ai hết. Vì đang rửa. Một mông thoải mái. Này nhớ hay. Có rường và không sướng. Vì đang không sướng. Vì hết điện rồi. Vì hết điện rồi. Có rương, ông đã có rương vừa là không sướng là vì hết tiền. Ông sợ tốn tiền, ông sợ mua nail polish tốn tiền. Đẹp không các bạn, đẹp không? Đó. Đó. À, để mình xài vài ngày rồi mình review lại, mình cho các bạn coi lại cái thứ nó có con bọng với thêm cái thứ nó last. Có lâu không ha? An, can you clean the nails for Em? Use your other hand, man. It's fine. Honey, you have to clean harder. No, I don't. Yeah. Why you gotta use alcohol? To clean the stickiness. Right. Thêm. Looks good. Looks good? You like the polish? Yeah. Dab home. All right, there. Busy. Oh, vòng tay em đẹp không anh? Dad, you better not start getting into that expensive makeup stuff. thằng cha này có một ba vợ tiết kiệm, ông quen rồi, bây giờ bắt đầu làm đẹp vòng tay. Vì thế mà ông nói không, đừng có mà bắt đầu mà làm đẹp về này nó rồi tốn tiền dễ sợ. Thằng cha này kéo việc ghế cho các bạn không thích vợ đẹp à? Không muốn vợ rượu, vợ thoải mái thôi. Không muốn vơ rương. Muốn vơ bình thường thôi à? Yeah. Không muốn vơ đẹp à? Vơ already đẹp. Vơ đẹp rồi á, thiệt không được chơi. Đừng mà xào. You sợ tốn tiền, you không muốn spend money. Đây là gift từ Nails Addict. Thank you so much Nail Addict for this wonderful present. I love it. Cái lightning, cái điện trong này nó không có được sáng lắm. Sorry mọi người. Yeah, they even gave me this. That's fancy. This thing is really, I think it's really convenient. And it works. Oh yeah, it's $25 on their website. Oh really? Mm-hmm. What are you making? Breakfast food? Khỏe hồi các bạn chửi. Nhưng mà từ nãy trước kia mình đi làm nail mình còn ít khi sơn vòng tay lắm các bạn. Nhưng mà khi nào mình sơn là mình cứ ngắm hôi các bạn. Mình nghĩ chắc các phụ nữ ai cũng vậy, có cái gì mà mới thì ngắm hôi.
mình phải đi ngân hàng để mình lấy lối chứng nhận nhẫn cưới của mình ra để mình đeo. Có móng đẹp là phải có thêm đeo nhẫn để cho nó đẹp. Đó, mình vài bữa mình tháo cái này ra rồi mình sơn màu xanh. Ôm áo của anh. 7 chai bỏ vừa cái hộp này luôn các bạn ơi, phải thêm bỏ thêm cái đèn vô này này nữa vào là vừa luôn. Hay ho ghê ha. Không những cái đèn này là một phát minh rất là hay. Mình chưa bao giờ thấy cái đèn mà nhỏ tí xíu như vậy á. Để cuối tuần sau mình đem cái này xuống nhà bố mẹ Mỹ mình để mình làm một bộ móng tay cho bố mẹ, cho ba mẹ Mỹ mình. Bỏ ít tô này vào. Cái này là nó có trong cái hộp shipping tới là người ta có trong nó sẵn rồi ha. Rồi, như vậy thôi. Cái ống này, ống ích kỷ này á, biết sao không? Không muốn vào video quay. Cái gì mà anh thích thì có phần của anh thì anh vào quay. Còn cái gì không có phần anh thì anh không muốn quay. Vừa đẹp mà cũng thích nữa. Thích vừa đẹp không? Thích vừa có tay đẹp không? Ờ, tay đẹp chưa? Nên ai? Buồn. Em buồn anh. Buồn dễ sợ. Cái nhà dễ bận dễ sợ chứ các bạn. Cái nhà thấy cái nhà kinh khủng chưa? Đó. Cái phong của thằng cha đó tính này ở dưới kia. Anh, em muốn more colors for Christmas. Would you buy them for em? Ask the company? Ask Nail Addict for more colors? You're not gonna buy more for em, man? Làm chi mà hết tiền? Vợ không làm đẹp cho bây giờ vợ làm đẹp sợ tốn tiền, các bạn nghe chưa? Thấy dễ sợ chưa? Sợ tốn tiền hết tiền rồi. Anh chào tạm biệt các bạn đi anh. Hả?